Kiều Anh và Xuân Hùng xin kính chào quý khán thính giả đến với phần Điểm tin Thế giới. Thưa quý khán thính giả, Điểm tin Thế giới hôm nay kính mời quý vị theo dõi các tin sau đây do Võ Thái Hà tóm lược. Ngoại trưởng Mỹ so sánh chính quyền Trung Quốc với phát xít Đức. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Daily Caller, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết việc học được các bài học lịch sử từ cuộc đổ bộ Normandy, còn gọi là D-Day, là rất quan trọng trong môi trường toàn cầu hiện nay. Cuộc đổ bộ Normandy vào hôm 6 tháng 6 năm 1944 là ngày đồng minh dẫn đầu bởi Mỹ tiến vào Normandy Pháp, đánh bại và đẩy lùi phát xít Đức đang chiếm đóng khu vực này. Hiện Trung Quốc đang siết chặt Hồng Kông khi nước này tìm cách trở thành cường quốc số một thế giới và theo một cách hiểu nào đó, nó có thể được so sánh với các hành động của Đức trong Thế chiến thứ hai, ông Pompeo nói. Những lời hứa mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra trong hiệp ước với Vương quốc Anh mà họ đã phá vỡ khi họ đưa ra quyết định chối bỏ những quyền tự do của người dân Hồng Kông là khá tương đồng với một số lời hứa đã bị phá vỡ trong những ngày mà phát xít Đức đánh chiếm phần còn lại của châu Âu, ông Pompeo cho hay. Trung Quốc ra sách trắng tuyên truyền nỗ lực chống dịch minh bạch và hiệu quả. Trung Quốc hôm nay vừa công bố sách trắng miêu tả cuộc chiến chống COVID-19 của nước này. Theo đó, Trung Quốc tự nhận nó đã công bố số liệu COVID-19 một cách cởi mở và minh bạch. Trung Quốc đã cập nhật các thông tin chi tiết về dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, có thể một cách thường xuyên, sách trắng tuyên bố, nhờ đó đáp ứng hiệu quả mối quan tâm của công chúng và xây dựng đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, Trung Quốc đã bị cộng đồng quốc tế lên án vì giấu dịch, chèn ép các tiếng nói cảnh báo sớm dịch bệnh trong nước như bác sĩ Lý Văn Lượng, khiến dịch bệnh cục bộ bùng nổ thành đại dịch toàn cầu, gây thiệt hại không thể tính đếm về người và của trên toàn cầu. CNN, đội quân mạng Nga kích động biểu tình ở Mỹ. Các phóng viên CNN cho biết, một tổ chức mang tên loại bỏ các rào cản giải phóng châu Phi là vỏ bọc cho các đội quân mạng hoạt động trên lãnh thổ Ghana, nhưng nhiều khả năng bị giật dây bởi một đơn vị quân đội của Nga. Theo CNN, các bài đăng của nhóm này tập trung chủ yếu vào các vấn đề chủng tộc ở Mỹ, thúc đẩy trao quyền cho người da đen và thường thể hiện sự bất mãn đối với người Mỹ da trắng. Mục tiêu của nhóm này, theo các chuyên gia theo dõi các chiến dịch phát tán thông tin sai lệch của Nga, là nhằm gây ra sự chia rẽ trong cộng đồng người Mỹ và thúc đẩy tình trạng bất ổn xã hội. Nhóm tin tặc do Iran và Trung Quốc hậu thuẫn nhắm vào chiến dịch tranh cử của ông Trump và ông Biden. Các nhóm tin tặc được chính phủ Iran và Trung Quốc hậu thuẫn gần đây đã nhắm mục tiêu vào các chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump và ứng viên đảng Dân Chủ ông Joe Biden. Một chuyên gia phân tích nguy cơ của Google cho biết hôm thứ Năm, 4 tháng 6, theo trang Ars Technica. Đây là bằng chứng mới nhất của việc các chính phủ hải ngoại nỗ lực thu thập thông tin tình báo của chính trị gia Mỹ và cố gắng gây rối hoặc can thiệp vào các chiến dịch bầu cử của họ. Một nhóm được Iran hậu thuẫn đã nhắm vào chiến dịch của ông Trump, còn những kẻ tấn công được Trung Quốc hậu thuẫn đã nhắm vào chiến dịch của ông Biden, theo Shane Hunley, người đứng đầu nhóm phân tích nguy cơ của Google chia sẻ trên Twitter. Cả hai nhóm đều sử dụng phương thức lừa đảo qua email. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy những chiến dịch này đã thành công. Iran hiện đã có đủ khả năng chế tạo bom hạt nhân trong vài tháng. Tiến sĩ Oli Heinonen, cựu phó tổng giám đốc Hiệp hội Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, tin rằng chính quyền độc tài này có đủ nguyên liệu để chế tạo vũ khí nguyên tử, theo Daily Express. Tiến sĩ Heinonen phát biểu tại một hội nghị của Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran. Iran không chỉ tăng số lượng máy ly tâm mà còn sản xuất khoảng 1 tấn uranium làm giàu ở mức độ thấp lên đến 4,5%. Lượng này thực ra là đủ để tạo ra một thiết bị hạt nhân nếu Iran muốn làm giàu bổ sung tới mức 90%. Đồng thời, Iran đã lắp đặt thêm các máy ly tâm và đang thử nghiệm các mẫu máy ly tâm mới. Quan chức Hoa Kỳ nói tin tặc và các phần tử nước ngoài kích động căng thẳng tại Mỹ. Đài VOA
Dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ cho biết, các đối thủ của Mỹ đang bắt đầu vũ khí hóa các cuộc biểu tình ở Mỹ để gieo rắc chia rẽ và bất đồng. Các cuộc biểu tình phản đối cái chết của một người Mỹ gốc Phi mang tên là George Floyd, trong lúc ông này bị cảnh sát da trắng khống chế đã khiến thế giới chú ý và được truyền thông Nga, Trung Quốc và Iran ồ ạt đưa tin. Tôi tin chúng tôi có bằng chứng rằng một số tin tặc và các nhóm có liên hệ đến các chính phủ nước ngoài đang chú trọng đến tình hình đặc biệt của chúng ta hiện nay và cố gắng mọi cách làm cho tình hình xấu thêm, ông William Barr, Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ nói trong một cuộc họp báo vào ngày 4 tháng 6. Các phần tử nước ngoài này nên biết là chúng ta theo dõi chúng rất chặt chẽ và đang chuẩn bị hành động nếu cần, ông Christopher Wray, giám đốc FBI cho biết. Triều Tiên dọa đóng cửa vĩnh viễn văn phòng liên lạc với Hàn Quốc. Theo VOA, Triều Tiên đe dọa sẽ đóng cửa vĩnh viễn một văn phòng liên lạc với Hàn Quốc, đồng thời lên án nước láng giềng không ngăn cản các nhà hoạt động thả bong bóng, gắn theo những truyền đơn có nội dung chống Triều Tiên bay qua biên giới. Tuyên bố của Đảng Lao động cầm quyền Triều Tiên vào ngày 5 tháng 6 được đưa ra một ngày sau khi người em gái quyền lực của lãnh tụ Kim Jong-un nói rằng đất nước của bà sẽ chấm dứt một thỏa ước quân sự với Hàn Quốc vào năm 2018 nhằm hạ giảm căng thẳng nếu Seoul không ngăn chặn các nhà hoạt động. Bà Kim Yo-yong cũng nói Triều Tiên có thể đóng cửa vĩnh viễn văn phòng liên lạc và một khu công nghiệp ở thị trấn Kaesong, nơi từng là biểu tượng hòa giải giữa hai nước. Chính quyền Trump ra lệnh chuỗi khách sạn Marriott phải ngưng hoạt động tại Cuba. Chính quyền Trump đã ra lệnh cho tập đoàn Marriott International giảm dần những hoạt động khách sạn tại Cuba, một nữ phát ngôn viên của công ty nói với Reuters. Chúng tôi vừa nhận được thông báo là giấy phép do chính phủ cấp sẽ không được tiếp tục buộc Marriott phải ngưng những hoạt động tại Cuba, nữ phát ngôn viên của công ty nói với Reuters. Đài Loan, thị trưởng thân Trung Quốc bị bãi nhiệm. Ông Hàn Quốc Du đã bị mất chức thị trưởng thành phố Cao Hùng sau khi bị hơn 900.000 người dân Đài Loan đi bỏ phiếu đòi bãi nhiệm, theo SCMP. Theo Ủy ban bầu cử thành phố Cao Hùng, 939.090 người đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông, trong khi chỉ có 25.051 người phản đối. Ông là quan chức đầu tiên của hòn đảo bị bãi nhiệm theo cách này và kết quả của sự kiện được cho là sẽ có tác động lớn tới những cuộc bầu cử trong tương lai ở Đài Loan. Ông Hàn là đại diện của Quốc dân đảng, vốn thân Trung Quốc, là phe đối lập lớn nhất với đảng Dân chủ Tiến bộ của bà Thái Anh Văn. Ông Hàn sẽ phải từ chức thị trưởng trong vòng một tuần sau khi cơ quan kiểm phiếu công bố kết quả chính thức. Nội các sẽ đề cử một người làm quyền thị trưởng, thay thế ông. Cuộc bầu cử mới sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng. Mỹ tố cáo Trung Quốc khai thác bị ổi cái chết của người da màu George Floyd. Trong bối cảnh phong trào biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát vẫn rầm rộ tại Mỹ và lan ra khắp thế giới sau cái chết của người Mỹ gốc châu Phi George Floyd, hôm qua ngày 6 tháng 6 năm 2020, chính quyền Mỹ tố cáo Trung Quốc khai thác một cách bị ổi đáng ghê tởm cái chết của George Floyd. Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nhận định, việc đảng Cộng sản Trung Quốc khai thác một cách bị ổi cái chết thương tâm của George Floyd để biện minh cho việc họ chối bỏ một cách độc đoán phẩm giá con người lại một lần nữa làm rõ bộ mặt thật của họ. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm là cũng giống như đối với một chế độ độc tài trong lịch sử, không có lời nói dối nào là bị đảng Cộng sản Trung Quốc coi là quá sổ sàng, tục tiểu chừng nào nó còn phục vụ cho cơn khát quyền lực của họ. Theo AFP, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nhấn mạnh đến sự tương phản đối lập lớn giữa hai nước Mỹ-Trung. Ông khẳng định, nền báo chí tự do của chúng tôi đưa ra thông tin về mọi sự kiện từ đầu đến cuối để toàn thế giới có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vụ George Floyd, biểu tình chống bạo lực cảnh sát lan rộng, hơn 10.000 người tại Washington. Làn sóng phản đối bạo lực cảnh sát lan rộng tới nhiều nước sau cái chết của George Floyd tại Mỹ vì bị cảnh sát kẹp cổ đến ngạt thở. Trong khi đó, tại Mỹ, hàng chục ngàn người đã xuống đường biểu tình trong không khí ôn hòa tại nhiều thành phố và nhất là tại thủ đô liên bang Washington. Từ Pháp cho đến Úc, qua cả Nhật Bản, Tunisia và Anh Quốc, gần 20.000 người đã xuống đường tuần hành trong ngày thứ Bảy, 6 tháng 6, phản đối nạn phân biệt chủng tộc và tình trạng bạo hành cảnh sát.
Theo AFP, nước Úc khai màn làn sóng phản đối quốc tế khi lấy lời kêu ca của George Floyd, "Tôi không thở được", làm khẩu hiệu nhằm lên án chính sách ngược đãi đối với thổ dân có tỷ lệ bị cầm tù và chết trong tù rất cao. Tại Pháp, cái chết của George Floyd gợi nhắc đến vụ việc Ameda, một thanh niên da đen chết vào năm 2016 sau một vụ can thiệp của cảnh sát. Tại Paris, hàng ngàn người đã tụ tập trước Đại sứ quán Mỹ đòi công lý cho tất cả, bất chấp lệnh cấm tụ tập của chính phủ do tình hình dịch bệnh. Biểu tình phản đối bạo hành cảnh sát và chống nạn kỳ thị chủng tộc cũng diễn ra tại London, Anh Quốc, Berlin, Đức, Turin, Ý, Warsaw, Ba Lan, Toronto, Canada. Một số nơi như Hamburg hay London, xô xát nhẹ cũng đã xảy ra giữa người biểu tình và lực lượng an ninh. Nhà xuất bản tự do được giải thưởng Voltaire 2020. Diễn đàn Việt Nam 21 Geneva, Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế hôm nay cho biết giải thưởng Voltaire năm 2020 được trao tặng cho nhà xuất bản tự do Việt Nam. Bốn cử viên vòng chung kết đều là các nhà xuất bản dũng cảm thúc đẩy quyền tự do xuất bản, gồm một nhà xuất bản từ Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà xuất bản ở Mã Lai, một nhà xuất bản từ Hồi Quốc, một nhà xuất bản tự do, một tổ chức xã hội dân sự độc lập tại Việt Nam và bị đàn áp trong thời gian qua. Theo Hiệp hội các nhà xuất bản quốc tế, Fritz Voltaire là giải thưởng ghi nhận sự can đảm trong việc giữ vững quyền tự do xuất bản, tự do thông tin của các nhà xuất bản và cá nhân trên thế giới, đặc biệt ở những nơi mà các hoạt động xuất bản phải đối mặt với sự kiểm duyệt và áp bức, hay việc thực hành các quyền này có thể gây rủi ro nguy hiểm. Trong thông báo của APA của ông Kristensen Einarsson, Chủ tịch Ủy ban Tự do Xuất bản APA tuyên bố, danh sách các ứng viên do giải thưởng APA Prix Voltaire 2020 bao gồm 4 nhà xuất bản xuất sắc là những nhà xuất bản đều đã liều mình đưa sách đến người đọc. Ông Anderson cho biết APA ca ngợi sự can đảm và cảm ơn những nhà xuất bản này đã gây cảm hứng cho các nhà xuất bản khác trên khắp thế giới. Nhà xuất bản tự do của Việt Nam đã xuất bản nhiều cuốn sách không được chính quyền Việt Nam chấp nhận. Những người đưa sách của nhà xuất bản đến người đọc thường xuyên bị công an đe dọa, thậm chí bắt giữ và đánh đập. Nhà xuất bản tự do được thành lập vào ngày 14 tháng 2 năm 2019. Cho đến nay đã phân phối hơn 25.000 bản in và các bản sách trực tuyến của 18 đầu sách cho độc giả trong và ngoài Việt Nam. Xuân Hùng và Kiều Anh xin kính chào tạm biệt đến quý khán thính giả. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Kính chúc quý vị, gia đình và người thân một ngày tốt đẹp.